Xin chào mọi người đang xem trên kênh Tiền TV Cuộc Sống Hàn Quốc Korea của Tiền mọi người nha. Mọi người hôm nay Tiền lại đến Chuồng Bò nữa mọi người. Và bây giờ thì Tiền sẽ quay vòng quanh Chuồng Bò cho mọi người cùng tham quan nha. Ở cái khu vườn này có hai con bò con nè mọi người. Nhìn hai con bò con này giống tưởng tượng giống như hai con lạc đà. Phía bên này cũng có một cái chuồng cho con bò con. Mùa đông á mọi người, cho mấy con bò con nó sưởi ấm. Để Tiền đi vòng vào phía bên đây ha. Để tìm vào phía bên đây quay cho mọi người cùng tham quan ha. Hôm nay mùa đông trời lạnh rồi cho nên là hạ cái màn kéo ở phía trước này xuống cho gió đứng vô bỏ đứng lạnh á. Mùa hè thì mình kéo lên hết. Bò ăn rơm nè. Trên đây có con bò con. Bò con này cũng hơi lớn rồi. Để Tiền đi dài qua phía trước ha. Đây có con bò con nhìn dễ thương. Mọi người nhìn xem là con bò con nó mặc áo ấm không mọi người. Mùa đông á, bò con mới đẻ mặc áo ấm cho nó ấm á. Chứ thôi nó lạnh. Dạ là thiên này. Phía trước vòng vòng này chặn mấy cục rơm là vòng tròn hết rồi mọi người. Mấy cục trắng trắng này là rơm nè mọi người. Rơm chưa được tháo ni lông ra. Mình tháo ni lông ra thì cục rơm nó sẽ tròn đó mọi người. Để Tiền đi qua phía bên đây ha. Hôm nay trời lạnh quá, mặc áo ấm vậy mọi người. Trời lạnh quá. Đây là mấy cục rơm. Mấy cục rơm này chưa được tháo ni lông mọi người. Tiền sẽ đi vào phía bên đây ha. Có rất là nhiều quả mọi người cho nên là thường thường video của Tiền thì mọi người thường hay nghe thấy tiếng của những con quả mọi người. Quả nó kêu rất là ồn luôn. Mọi người nhìn xem ở phía bên này có một con bò bụng rất là to luôn mọi người. Con bò nó bụng rất là to luôn. Bò nó chắc vài bữa nữa đẻ mọi người. Bụng rất là to để Tiền đi lại gặn Tiền quay cho mọi người xem. Quả lại kêu nữa rồi. Kêu quả quả quả. Đây. Con bò này nó bụng nó rất là to nè. Chắc vài ngày nữa là đẻ rồi mọi người. Giờ Tiền sẽ đi dài ở phía bên kia. Tiền đi ra phía trước này Tiền quay ha. Ở đây là phía trước chuồng bò. Đây nguyên hàng này toàn là gom không nè mọi người. Gom chưa có được tháo ni lông nha. Này. Phía bên này cũng có rơm nữa nè. Dài dài phía trước đằng này là mùa hè Tiền trồng mấy cái cây mẹ chồng có Tiền trồng á. Trồng rau củ quả phía trước đây giờ mùa đông là rụi hết rồi mọi người xem nè. Không còn cây gì hết. Nó rụng lá hết trơn mọi người, mùa hè nó mới sống lại á. Mùa đông là cây là trụi lũi lá hết.
Đây là cái máy cuộn gơm của chồng Tiền nè, cái máy quấn gơm á mọi người, máy cài, máy móc. Cái Tiền mình đi qua phía bên chuồng bò phía bên đây quay cho mọi người cùng tham quan ha. Lão lại khu vực chuồng bò nha mọi người. Đây phía chuồng bò. Đây chuồng bò phía bên này nó hơi tối hơn chuồng phía bên kia á mọi người, không có bắt đèn. Mình hạ phía sau xuống cho gió đứng vô bỏ đứng lạnh á, cho nên là chợ hơi tối. Cái cục gơm nè mọi người, chồng Tiền không có mà cho bò ăn liền cho nên là sợ chợ mưa ướt á. Ở phía trên đó là cái cục mình chưa có tháo ni lông nó sẽ trắng như vậy đó mọi người. Cái xuống dưới này là mình tháo ni lông ra rồi nó sẽ ra như vậy nè. Mình sẽ có cái màn lưới mình bảo vệ cho gơm đừng có rớt ra, nếu thôi nó rớt ra. Còn phía bên đây là hai cái thùng thức ăn. Thùng thức ăn rất là to. Hai thùng thức ăn. Mọi người thì hôm nay Tiền qua quay chuồng bò cho mọi người cùng tham quan thôi. Và bây giờ thì Tiền xin tạm dừng video tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.